Xin chào các bạn, đây là ruộng lúa của mình, đang thời kỳ làm sữa, vừa mới chỗ thoát xong. Đấy. Vừa mới chỗ thoát đồng xong, thế mà các em chuột, mình đã rào ni lông này, chăm chốt, cẩn thận, nhưng đến bây giờ là cứ lấp vào, lại tòi ra, đấy, con cò vừa bay ra đấy, cứ lấp vào thì nó lại khoét ra. Các bạn nhìn này, nó ăn này. Quang tinh hết rồi. Trong giữa mình không làm cách nào nữa. Bây giờ mình phải dùng cái biện pháp đánh cạm sập. Giống lúa đẹp như thế này các bạn nhìn. Nhưng mà nó ăn, cái chỗ nào nó không ăn nó thì dày dặn đẹp quá. Còn cái chỗ nào nó ăn nó phá thì đây, mình cho các bạn xem những cái lỗ này. Mình cứ lấp vào thì nó lại moi ra, lấp vào thì nó lại moi ra. Giờ mình lấp cái lỗ này. Đấy, lấp cái lỗ này thì bắt đầu nó lại moi cái lỗ này. Bây giờ mình đánh cái cạm này. Nhưng mà không biết được là có ổn hay không. Cái cạm này thì đây các bạn nhìn này, này bước chân này. Đấy, nó moi ra như thế. Mình đánh cái cạm này là đây mình cho các bạn xem cái cạm, cơ cấu cái cạm nha. Khi mà cái cạm thì bắt đầu mình làm cái cung dương như thế này. Đấy. Và mình sẽ cắm. Đấy. Đến bây giờ là mình sẽ kéo cái cần này lên. Trời mưa nên là mình không mang chân quay, mình một tay quay một tay. Cái cạm này cạm của thời xưa. Mình nhờ cái bác hàng xóm bác ấy làm cho chứ còn mình không biết làm cái kiểu này. Đấy. Loại này mà sập thì chỉ có chết thôi các bạn ạ. Nó có cái dây này. Ấy ui sập vào chân mình rồi. Cái loại này mà không cẩn thận là sập cho thì mất chân này. Không có loại chuột nào mà thỏ ra. Cho cái em này vào đây. Em này móc vào đây. Thế xong bắt đầu kéo cái em này lên. Cái hang này các bạn nhìn, cái hang này nếu như mà em chuột nó bò ở đây này, móc chân của nó lên các bạn này, bò ở đây xong mà kiểu gì nó cũng dẫm vào cái này này. Úi, sập một phát xuống thế này thì các bạn bảo là còn cái gì nữa, hết đời luôn. Nhưng mà mình phải thiết kế kiểu này, bây giờ đánh các loại mồi nó không ăn nữa các bạn ạ, đánh các loại mồi cua rồi thì là cám cò rồi thì là ốc bươu vàng rồi lúa rồi thịt lợn, mình đánh các loại ở trong ruộng không ăn nữa, đánh ở ngoài nó không ăn nữa, mà cứ lấp cái lỗ này thì nó lại khoét cái lỗ khác. Nhưng bây giờ mình phải chơi dùng cái kiểu này đó các bạn ạ. Mình phải làm cái hệ cạm này. Cái cạm này thì may chăng nghĩa là em nó vẫn, mình vẫn cứ để nguyên cái cửa này, mình không lấp tí nào nha. Đấy, mình không lấp. Thế là mình có cái cạm này nó kết cấu này, vướng chỗ nọ mắc chỗ kia, thế là em nó tìm đường nó lách. Nó lách thế là nó dẫm cái cây này xuống, thì là cái này nó sẽ sập xuống. Đấy, cái này nó sẽ sập xuống thì chỉ có chết. Cái em này thì nhạy lắm, nó chỉ cần khẽ dẫm cái này nó tuột xuống một phát thì là cái này nó sập xuống. Đấy, các bạn nhìn cái này nó co thế này không ạ, nó co cung thế này, thế nên là nó sập mạnh lắm các bạn ạ. Đấy. Cái cạm này gọi là cạm sập của thời xa xưa, các cụ người xưa truyền lại
Chứ còn thời bây giờ thì không ai, mấy ai biết làm cái cặm này. Đấy, nhìn rất là thô sơ. Thế nhưng mà sập thì cực kỳ tuyệt vời. Cái cặm này là cặm của mình từ năm ngoái, mình nhờ người ta làm hộ. Thế xong mình sập được rất nhiều, một buổi tối có khi mình sập được đến 3 con chuột. Sập vào xong mình lại đi mình gỡ, sập vào xong mình lại đi mình gỡ. Gỡ xong nó lại sập. Sớm sau đúng là một cái cặm này một buổi tối bắt được 3 con chuột. Thế xong là hiệu quả luôn các bạn ạ. Còn bây giờ lúa nó như thế này rồi, nó chỉ đi với nhân lúa của mình thôi. Chứ nó không ăn mồi gì nữa cả. Mà nó cắn, nó ăn thế ít, nó cắn xuống, kéo gộc xuống thì nhờ. Bực lắm, phát dồ phát bực lên các bạn ạ. À, bây giờ mình cũng đi mình phát quang cái bờ này đi. Nếu mà có cái hang nào, lỗ nào mà nó quét thì còn biết được. Mình mang cạn mình sập. Bây giờ này đi đánh chuột thì đánh mồi, đánh bả không có cái loại gì nó thèm ăn đâu các bạn. Bởi vì lúa non nó có nhân rồi. Có mà để chiều mình về, tí nữa mình về nhà mình lại mang thêm một cái cạm nữa, mình giải ở đây, chứ không thì là bọn nó lộng hành nó phá hết của mình. Nếu không đi phát bờ như này thì không phát hiện ra được. Đằng này thì mình phát quang rồi đấy các bạn ạ. Chỗ lúa đông thì nó thế này mà không chỗ kia là ăn hết rồi. Đó, cắn quang tênh hết rồi đó bạn ạ. Phát bực, bực phát rồ lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và mình cũng chia sẻ giới thiệu với các bạn cái cách diệt chuột vào cái cuối mùa như thế này. Phải dùng cái loại cạm gọi là sập như thế để chắn lối đi của nó thôi các bạn ạ. Còn không có cách nào khác để mà diệt chúng nó cả. Bạn nhìn này, tinh này. Còn nguyên gốc rồi, ăn hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.